Kỳ Lân xin trân trọng kính chào tất cả các khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân xin được phép giới thiệu một chiếc túi Luxury. Chiếc túi này công năng sử dụng được rất nhiều, kích thước to nhưng mà kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, để được rất nhiều đồ, rất nhiều vật dụng cần thiết để mà phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong công tác, trong du lịch. Chiếc túi này được Kỳ Lân handmade hoàn toàn. Bề mặt da bên ngoài này là dạng Togo đến từ nhà máy Head ở nước Pháp, và toàn bộ bên trong đại đa số là da Swiss mềm mại, êm ái, bền bỉ. Da Swiss này được hầu hết tất cả các hãng da thời trang nổi tiếng trên thế giới chọn làm da chính, nhưng Kỳ Lân chọn làm da lót bên trong luôn. Và có một điểm nhấn ở đây, đó chính là da cá mập ở phần này. Từ tất cả những chất liệu đều là cao cấp, xa xỉ, từ những hãng chuyên thuộc da về da cao cấp nhất trên thế giới để phục vụ cho hầu hết tất cả các hãng da nổi tiếng thế giới như là của LV, Gucci, Hermès, v.v. Và tất nhiên phụ kiện cũng vậy, cũng được Kỳ Lân nhập tại công ty chuyên sản xuất phụ kiện cấp cho hầu hết tất cả các thương hiệu thời trang nổi tiếng đình đám trên thế giới. Từ đường kim mũi chỉ, từ viền cạnh, tất cả đều được thực hiện bởi kỹ thuật chuyên nghiệp về những dòng đồ da thời trang cao cấp để ra đời được những sản phẩm luxury đúng như là tiêu chí luxury Kỳ Lân đã đề ra, và đó là thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Chiếc túi này có một công năng đặc biệt để mà mình sử dụng khi mà mình đi du lịch, đi công tác, đi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đó chính là ngăn này có một cái chỗ ở bên trong này như thế này, thông qua bên trong là thông được như thế này, để khi mình di chuyển thì mình để vào cái vali trong chỗ phần tay cầm, tay xéo của vali xỏ vào, đi kết hợp với một chiếc vali thì rất gọn gàng. Ở mặt chính diện thì có họa tiết logo vương miện rất đẹp, tinh tế và đẳng cấp. Ở đây thì có một cái logo vương miện bằng vàng nguyên khối AU750 do chính Kỳ Lân Luxury chế tác, vàng nguyên khối AU750 và có đến 3 viên kim cương xoàn thiên nhiên vuông trong logo vương miện này. Và logo vương miện là một trong những logo mà sang trọng, cao quý, quyền lực, cũng như là thể hiện sự dẫn đầu trong những cuộc chơi mà hầu hết tất cả chúng ta đều không thể thử đến sự cao quý sang trọng đó, nên là sẽ phù hợp hết với tất cả mọi người sử dụng như có logo vương miện này Kỳ Lân Luxury. Về công năng sử dụng bên trong, ở mặt chính diện mình kéo như kéo hai bên ra như thế này thì mình sẽ mở được cái ngăn chính ở mặt trước ra, một khoang trống rộng to để chứa được cái laptop khi mình làm việc hoặc là những cái vật dụng khác, sổ sách, giấy tờ, là ngăn này rất rộng luôn. Ở mặt phía sau này thì đây là cái chức năng xỏ vào để mình việc kẹp vào trên cái vali, kết hợp rất tiện, và có một ngăn kéo phụ ở ngoài để mình để những cái thẻ, những cái vật dụng nhỏ nhỏ vào đây. Và ngăn chính, ngăn master, ngăn to nhất của túi này chính là wow, bên trong một ngăn rất to, rộng và trống. Ở đây có một cái phần ngăn phụ để mình ngăn tách làm đôi hai bên này ra, cũng là chức năng để mình ngăn ra để được đôi giày, đôi dép, những vật dụng lớn, vân vân. Mình muốn để gì để miếng sơn vừa là mình để thôi. Và bên đối diện sẽ có ngăn phụ, một chiếc kéo để những cái vật dụng nhỏ, tiền bạc, giấy tờ vân vân, tắc bo, căn cước công dân. Còn ngăn phụ của ngăn phụ là những ngăn nhỏ như thế này, đựng được những thẻ cần visit, những giấy tờ nhỏ nhỏ, và căn cước công dân vân vân. Những mẫu túi như thế này thì mình sẽ đi du lịch gần, đi công việc, đi tiệc, nhẹ thì mình cầm theo, mặc dù để được rất nhiều đồ nhưng mà không nhiều bằng cái túi kia được. Mẫu này cũng vậy, mình chỉ để được những cái vật dụng cơ bản cần thiết để mình đi đi du lịch gần, mình để những cái vật dụng cơ bản nhất thôi, không để được nhiều lắm. Nhiều rồi ấy, so với những mẫu clip khác thì nhiều đó, nhưng mà so với mẫu này thì kết hợp được tất cả những cái mà mình có thể để vào đây, nhẹ nhàng những phục, những vấn đề, những vật dụng nhỏ nhẹ nhàng, những vật dụng lớn như giày dép và laptop luôn. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc túi đại đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt cho mình những sản phẩm đẳng cấp, sân cực thượng lưu, đặc biệt là những dòng túi handmade với đúng tiêu chí phong cách, bóc cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng yêu cầu của từng khách hàng, tạo ra những sản phẩm độc bản dành phục vụ cho quý khách. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.